Xin chào tất cả anh em. Mới đây có một người anh em comment trên channel YouTube của Linh Kiện RC rằng: tại sao Flycam ít rớt giá vậy? 1-2 năm rồi mà giá vẫn mắc. Đây là một câu hỏi rất hay và giá cả luôn là điều mà anh em quan tâm khi tham khảo Flycam. Vì vậy Linh Kiện RC sẽ trân trọng làm nguyên một clip để giải đáp với người anh em kỹ hơn, cũng như những anh em nào đang tham khảo về sản phẩm được hiểu rõ hơn về giá. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm giá của một sản phẩm. Giá của một sản phẩm bao gồm giá trị của sản phẩm là các chi phí để sản xuất ra sản phẩm, cộng với chi phí bổ sung cần thiết như vận chuyển, nhân công, quảng bá sản phẩm, và giá trị vô hình của sản phẩm là những cái giá trị lợi ích mà nhà cung cấp mang lại, ví dụ như sự uy tín, trải nghiệm, bảo hành hay hỗ trợ sử dụng sau bán hàng. Giá của sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào nhà sản xuất, và nếu như nhà sản xuất không giảm giá thì giá của sản phẩm gần như không thay đổi. Cụ thể với Flycam nói riêng hay điện thoại, laptop và các đồ công nghệ nói chung, thì khi mà sản phẩm đã lỗi thời, công nghệ thay đổi thì nhà sản xuất sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm mới cải tiến hơn, nhưng với mức giá tương đương và ngừng kinh doanh sản phẩm cũ. Ví dụ dễ thấy gần đây và thông dụng, anh em có thể thấy là Apple khi ra mắt mở bán ra iPhone 13 đã ngừng kinh doanh và cung cấp các dòng sản phẩm liền kề, đó chính là các mẫu iPhone 12. Nhưng mà tuy nhiên thì giá của sản phẩm có thể giảm một chút tùy theo thời điểm các chương trình khuyến mại nhân dịp ABC mà các nhà bán hàng tung ra để tăng doanh số này, hoặc là giảm giá để cắt lỗ, để xả hàng tồn, chuẩn bị đón mẫu mới. Ngoài ra, như anh em cũng biết, đi làm ai cũng muốn có công. Giống như anh em đi làm thì nhận lương hàng tháng, đó là công sức, là thành quả, và nó xứng đáng với những gì anh em đã bỏ ra. Anh em nhận lại thành quả, đó chính là công. Và bán hàng, chẳng ai muốn bán không công hoặc bán lỗ cả anh em ạ. Không công hoặc bán lỗ thì người ta gọi là đi làm từ thiện rồi, chứ không còn là đi làm lấy công nữa anh em ạ. Ai cũng có gia đình mà, phải không anh em? Vậy câu hỏi đặt ra là Linh Kiện RC có bán đắt hay không? Giá cả của sản phẩm thì là mức chung của thị trường quy định, không thể bán một mình một giá được, có muốn bán đắt cũng không được vì làm gì có ai mua. Giá cả là giá chung rồi anh em ạ. Vậy thì mức giá đã quy định chung thì chúng tôi cố gắng để đảm bảo về chất lượng sản phẩm, đảm bảo uy tín và mang theo nhiều cái giá trị vô hình vào trong sản phẩm của mình. Trở lại với bài toán về giá ở bên trên, nếu anh em tinh ý nhận ra thì Linh Kiện RC không chỉ bán hàng mà chúng tôi còn là những người review trên YouTube. Nói một cách hoa mỹ mà YouTube đặt cho thì chúng tôi là những người sáng tạo nội dung. Những gì mà chúng tôi mang đến không đơn thuần chỉ là một sản phẩm tốt, mà đó còn là mong muốn về sự trải nghiệm, đánh giá và giới thiệu trung thực đến anh em, để anh em có cái nhìn khách quan trung thực nhất về trải nghiệm, chất lượng camera, hình ảnh. Không những vậy, chúng tôi còn làm rất nhiều nội dung về hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn chọn những sản phẩm tốt nhất trong tầm giá để anh em sử dụng được đúng ý. Vì vậy, Linh Kiện RC đi review thực tế rồi, quay clip, làm video, tuy là vì đam mê nhưng cũng phải có chi phí, phải có công anh em ạ. Đó tất cả là những giá trị vô hình của sản phẩm mà Linh Kiện RC mang lại. Vì vậy, anh em yêu mến và ủng hộ là điều mà Linh Kiện RC rất mừng và xin cảm ơn anh em rất nhiều. Hàng ngày đọc được những comment ủng hộ hay nhận được những cuộc gọi cần tư vấn của anh em, Linh Kiện RC rất cảm kích. Ngày nay thì việc mua bán online qua mạng diễn ra rất là phổ biến, và một chiếc Flycam thực ra có giá trị không hề nhỏ. Cũng không ít các trường hợp lừa đảo, quảng cáo sai sự thật diễn ra rất nhiều trên mạng. Vì vậy, Linh Kiện RC cố gắng mang lại cho anh em góc nhìn thực tế nhất và trải nghiệm trung thực nhất. Đó là những giá trị vô hình mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng. Cũng có nhiều trường hợp anh em mua tại những nơi không uy tín, quảng cáo sai sự thật, dẫn đến những trải nghiệm đáng tiếc, hay thậm chí là cách đây khá lâu có người anh em mua tại nơi không uy tín nào đó với mức giá rẻ, sau đó quay lại Linh Kiện RC đề nghị sửa chữa, chúng tôi đã từ chối vì không đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nhưng mà lại bóc phốt của chúng tôi và nói rằng sửa trả tiền nhưng có phải là sửa free đâu mà không nhận. Thật buồn anh em ạ. Nhân clip này thì cũng xin cảm ơn các anh em đã ủng hộ Linh Kiện RC trong suốt thời gian qua, xin cảm ơn anh em rất nhiều.